Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Thưa quý vị, hạnh phúc từ được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mưu cầu hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình. Với tỷ lệ từ 50 cho đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị, thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cứu vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo, một chuyên gia tài chính và đầu tư chứng khoán, tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân bình ngân sách để tìm hạnh phúc trên đài Việt Face TV. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình này cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Hơn 1 triệu liều thuốc chích ngừa bại liệt polio đã được đưa đến giải Gaza. Thuốc chích ngừa polio, tức là chứng bại liệt, đang được đưa đến với trẻ em tại Gaza sau khi 6 mẫu nước thải lấy tại Gaza cuối tháng 6 có kết quả xét nghiệm dương tính với siêu vi khuẩn bại liệt. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi căn bệnh này lan sang hàng ngàn trẻ em Palestine. Vào thời điểm mà ông đưa ra cảnh báo cuối tháng 7, các trường hợp liệt mềm cấp tính, một triệu chứng của nhiễm siêu vi khuẩn bại liệt, đã được tìm thấy tại khu vực lấy mẫu. Chỉ một tuần lễ sau, trường hợp bại liệt đầu tiên tại Gaza sau 25 năm đã được xác nhận ở một trẻ em 10 tháng tuổi chưa được chích ngừa. Hiện tại, hơn 1.2 triệu liều thuốc ngừa bại liệt đã đến giải Gaza và dự kiến sẽ có thêm hàng triệu liều nữa trong những ngày tới. Mục tiêu là phòng ngừa cho khoảng 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi, mỗi trẻ được 2 liều. Một kế hoạch đã được đưa ra để tiếp cận lãnh thổ và phân phối thuốc, trong khi vẫn giữ các lọ thuốc ở nhiệt độ quan trọng từ 2 cho đến 8 độ C, tương đương với 36 cho đến 46 độ F. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức rất lớn cho việc quản lý thuốc phòng bệnh. WHO tham gia vào nỗ lực tiêm chủng cùng với Bộ Y tế Palestine, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine và các đối tác khác. Mỗi tổ chức đã được giao một vai trò trong kế hoạch vi mô về mặt kỹ thuật và chiến lược để thực hiện chiến dịch tiêm vaccine. Trên hết, các tổ chức đã nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn mà họ gọi là tạm dừng bại liệt là rất quan trọng. Họ cho biết nếu không có lệnh này thì trẻ em tại Gaza sẽ tiếp tục bị liệt và căn bệnh chết người này sẽ lan rộng ở khu vực rộng lớn hơn và xa hơn nữa. Trong khi đó, các cuộc đàm phán rộng hơn do Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập làm trung gian cũng đang được tiến hành nhằm chấm dứt 10 tháng xung đột sau khi người Israel phát động chiến tranh với Hamas sau cuộc tấn công của nhóm Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Nhưng tiến triển trong các cuộc đàm phán không bảo đảm một thỏa thuận cuối cùng trong thời gian ngắn sắp tới. Biến cố cập nhật nhu liệu của CrowdStrike ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh toàn cầu. Công ty an ninh mạng CrowdStrike đã gây ra biến cố ngừng hoạt động của máy điện toán toàn cầu hồi tháng 7 năm nay và gây ra những vấn đề lớn cho các nhà bán lẻ, công ty giao hàng, bệnh viện và hãng hàng không. Nhưng báo cáo tài chính tạm cá nguyệt thứ hai của công ty được công bố hôm thứ Tư có vẻ không cho thấy bất cứ tác động nào. Các nhà phân tích cho biết lợi tức quý thứ hai đã điều chỉnh của CrowdStrike tăng vào khoảng 30% so với năm ngoái. Hậu quả của biến cố mất điện và máy điện toán ngừng hoạt động có thể sẽ xuất hiện trong các bản báo cáo tài chính trong tương lai. Biến cố mất điện đã xảy ra khi CrowdStrike tải lên mạng lưới điện toán toàn cầu một bản cập nhật nhu liệu bị lỗi và đã gây tác hại dây chuyền đến hầu như mọi lĩnh vực sử dụng hệ thống liên quan đến công ty an ninh mạng này. Namibia giết voi để cứu đói, vùng bị ảnh hưởng bởi hạn hán trầm trọng. Namibia đang có kế hoạch giết hơn 700 động vật hoang dã và phân phối thịt để ứng phó với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 100 năm qua. Các loài động vật bao gồm 83 con voi, 30 con hà mã, 60 con trâu, 50 con linh dương đầu bò, 100 con linh dương đầu bò xanh và 300 con ngựa vằn. Namibia đã ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán gây ra vào tháng 5. Một nửa dân số của quốc gia này, khoảng 1 triệu rưỡi người, dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực vì hạn hán. Chính phủ Namibia cho biết việc tiêu hủy động vật sẽ giảm áp lực lên các nguồn tài nguyên nước bằng cách giảm số lượng động vật hoang dã ở những khu vực có số lượng thú vật vượt quá khả năng chăn thả và sự cung ứng của nguồn nước. Bão Shanshan đổ bộ vào Nhật Bản, 4 triệu cư dân phải di tản. Bão Shanshan đã đổ bộ vào miền nam Nhật Bản hôm thứ Năm với tốc độ gió lên tới 115 dặm một giờ. Shanshan đang theo gió mạnh như bão, mưa như chút nước và nước dâng nguy hiểm đến hầu hết đảo Kyushu.
cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành lệnh khẩn cấp hiếm hoi, cảnh báo về cơn bão di chuyển chậm và kêu gọi gần 4 triệu người dân di tản. Hàng ngàn cư dân hiện nay đang không có điện, hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ và dịch vụ xe lửa cao tốc bị đình chỉ. Tính cho đến sáng thứ Năm, ít nhất một người đã mất tích. Theo giới chính quyền của địa phương, hàng chục người khác đã bị thương. Hồi đầu tuần, ba người đã thiệt mạng trong một trận lở đất do gió và mưa của bão Shanshan gây ra. Bão Shanshan đã suy yếu khi di chuyển chậm về phía bắc của Kyushu và có cường độ tương đối với một cơn bão Đại Tây Dương cấp độ 1, rồi sẽ suy yếu thành một cơn bão nhiệt đới. Du khách người Mỹ tử vong tại Iceland sau khi hang động sụp đổ. Một du khách người Mỹ đã tử vong sau khi một hang động băng sụp đổ ở đông nam của Iceland. Cảnh sát địa phương cho biết 25 du khách từ nhiều quốc gia đang khám phá hang động băng khi sự việc xảy ra vào chiều Chủ nhật. Bốn người đã bị băng rơi trúng, bao gồm một cặp người Mỹ. Nhà chức trách cho biết người đàn ông từ Hoa Kỳ đã được tuyên bố tử vong tại hiện trường. Người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương. Hơn 200 người ứng cứu đầu tiên đã tham gia vào nỗ lực cứu cấp. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận một người Mỹ khác tử vong và bị thương vào ngày thứ Hai. Công nhân Úc có quyền không trả lời điện thoại và email sau giờ làm việc. Hàng triệu người Úc hiện có quyền bỏ qua các cú điện thoại, tin nhắn và email sau giờ làm việc. Luật Right to Disconnect, tức là quyền ngắt kết nối, đang được áp dụng vào thời điểm quan trọng đối với các công ty của Úc. Nhưng một số nhóm cho biết luật này đang gây ra sự nhầm lẫn rộng rãi. Stephen McGibney làm việc cho một cơ quan chính phủ và Steve Howland làm việc tại một ngân hàng lớn. Cả hai đều biết cảm giác bị sếp săn đuổi, nhưng từ hôm nay họ sẽ và hầu hết mọi người khác đều có quyền hợp pháp để phớt lờ những nỗ lực liên lạc với họ sau giờ làm việc. Nhân viên tài chính Stephen Howland nói, tôi nghĩ cuộc sống công việc của mọi người sẽ tốt hơn rất nhiều. Họ cho biết ranh giới giữa công việc và gia đình đã trở nên mờ nhạt dần và dẫn đến tình trạng kiệt sức gia tăng. Mọi nhân viên tại một công ty có hơn 15 người hiện nay có thể phớt lờ những liên lạc vô lý từ các ông chủ và bên thứ ba sau giờ làm việc với luật liên bang mới ngăn chặn mọi hậu quả. Chủ tịch của công đoàn ACTU là Michelle O'Neill, Hội đồng Công đoàn Úc, đã thúc đẩy luật này và nói, bạn sẽ có được những người lao động tốt hơn. Bà cho biết việc thiếu sự tổ chức không còn là cái cớ để làm phiền nhân viên ở nhà nữa. Vấn đề là liên lạc vô lý, chứ không phải là không thể liên lạc khẩn cấp ngoài giờ làm việc. Chris Cole là biên tập viên tài chính của tạp chí Nine đã nói rằng chữ quan trọng ở đây là hợp lý. Đó là vấn đề đối với các ngành. Họ nói rằng họ không có đủ sự rõ ràng về những gì là liên lạc hợp lý và không hợp lý. Và họ nói rằng xung đột sẽ xảy ra. Innes Wilcox thuộc Australian Industry Group đã cảnh báo điều này sẽ dẫn đến nhiều hành động pháp lý. Điều này sẽ phải ra tòa và sẽ mất thời gian để giải quyết. Nhưng người lao động nói rằng thời gian chờ đợi đã chấm dứt và việc liên lạc với nhân viên ngoài giờ làm việc không nên được trông đợi và phải trả giá. Nhân viên chính phủ Stephen McGibbon góp ý, tôi nghĩ rằng điều đó thực sự quan trọng vào lúc này với chi phí sinh hoạt cao. Khi bạn nghĩ rằng bạn có thể nhận được một cuộc gọi từ công ty thì bạn đang được trả tiền cho việc đó. Đối với người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ thì các biện pháp bảo vệ tương tự sẽ được áp dụng từ thời điểm này vào năm tới 2025. IBM là công ty phương Tây mới nhất rút lui khỏi Trung Quốc. Yikai là một cơ quan truyền thông tài chính nhà nước Trung Quốc đã đưa tin rằng IBM sẽ đóng cửa hoàn toàn các hoạt động nghiên cứu của mình tại Trung Quốc. Điều đó bao gồm Phòng Thí nghiệm Phát triển Trung Quốc, được thành lập cách đây 25 năm vào năm 1999, và Phòng Thí nghiệm Hệ thống Trung Quốc. IBM là công ty phương Tây mới nhất rút lui khỏi Trung Quốc và đã cắt giảm hơn 1.000 việc làm. Công ty này từ chối bình luận về số lượng việc làm bị cắt giảm. Trong một tuyên bố, IBM cho biết họ sẽ điều chỉnh hoạt động của mình khi cần thiết và những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ khách hàng trên khắp khu vực Trung Quốc rộng lớn hơn. Nhiều công ty toàn cầu đã đánh giá lại tương lai của họ tại nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới khi cuộc chiến công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng leo thang. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tệ hại đi vì các công nghệ như là trí tuệ nhân tạo, tức là AI, và công nghệ xanh, một phần là do lo ngại về an ninh quốc gia. Một số công ty đã âm thầm sa thải hoặc di tản nhân viên. IBM có lịch sử lâu đời tại Trung Quốc, lần đầu tiên cung cấp máy móc cho một bệnh viện lớn tại thủ đô vào năm 1934. Sau khi quay trở lại thị trường vào năm 1984, sau khi Trung Quốc mở cửa với thế giới, quốc gia này được coi là ưu tiên có tiềm năng to lớn. Nhưng trong những năm gần đây, sự nhiệt tình đó đã giảm dần. Một cuộc chiến công nghệ giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới đã leo thang, khiến cho các doanh nghiệp Mỹ ngày càng khó kinh doanh tại Trung Quốc và dẫn đến quyết định giảm quy mô kinh doanh hoặc là rút lui hoàn toàn khỏi thị trường này.
Nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn so với bản báo cáo ban đầu. Nền kinh tế Hoa Kỳ đã mở rộng trong quý thứ hai năm nay và phát triển nhiều hơn so với báo cáo trước đó. Hôm thứ Năm, Bộ Thương mại báo cáo rằng tổng sản phẩm quốc nội, tức là GDP, đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 3% trong quý thứ hai. Con số này cao hơn một chút so với mức 2.8% được báo cáo lần đầu tiên cách đây một tháng. Một số phân tích gia kinh tế cho biết các con số đã sửa đổi, báo hiệu một nền tảng vững chắc cho nền kinh tế Hoa Kỳ, với những người mua sắm ở Mỹ vẫn tiếp tục chi tiêu, bất chấp những rào cản về kinh tế. Quỹ Dự trữ Liên bang vẫn đang trên đường khai triển đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng tới. Mức chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ bất ngờ, ngay cả khi đối mặt với lãi suất cao, đã giúp thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. Nhưng các gia đình đang cạn kiệt tiền tiết kiệm thời gian đại dịch COVID-19 và được dự đoán là sẽ giảm sự tiêu dùng. Trong lần điều chỉnh mới nhất, chi tiêu cao hơn đã được bù đắp một phần bởi các lần điều chỉnh giảm trong các lĩnh vực như đầu tư kinh doanh, xuất cảng và chi tiêu của chính phủ. Tuy nhiên, lĩnh vực nhập cảng đã được điều chỉnh cao hơn. Con số 3% cho quý thứ hai năm nay là mức tăng từ mức tăng trưởng 1.4% trong 8 cá nguyệt đầu tiên. Quỹ Dự trữ Liên bang đã nhanh chóng tăng lãi suất để giải quyết tình trạng lạm phát tăng vọt hồi năm 2022. Giới quan sát dự kiến rộng rãi sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau đại dịch vào tháng 9 năm nay, và điều này có thể thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. CDC cảnh báo dịch Listeria gây chết người đang lan rộng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức CDC, đã đưa ra một cảnh báo khác về đợt bùng phát vi khuẩn Listeria trong thịt nguội gây tử vong trong vài tháng qua. Gunther Morgenstein ở Newport News, Virginia, đã được đưa đến bệnh viện vào tháng 8 năm nay. Và Sean Morgenstein là con trai của nạn nhân nói rằng ông ấy gặp trở ngại về hô hấp. Họ bắt đầu xét nghiệm vì không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Sau đó, kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị nhiễm vi khuẩn Listeria. Người đàn ông 88 tuổi này đã qua đời 10 ngày sau khi nhập viện. Gia đình Morgenstein tin rằng cái chết của ông có liên quan đến món thịt xúc xích gan, sau đó đã được thu hồi bởi công ty Boar's Head. Ít nhất có 9 người đã tử vong vì thịt nguội bị nhiễm khuẩn. CDC cho biết cũng đã có tới 57 ca bệnh liên quan đến vi khuẩn Listeria được xác nhận ở 18 tiểu bang Hoa Kỳ. Những người ăn thực phẩm nhiễm Listeria có thể bị nhiễm Listeriosis, đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai và người cao niên. Trong số các triệu chứng gồm có sốt, nhức đầu và buồn nôn. Đối với đợt bùng phát này, công ty Boar's Head cho biết họ đang tiến hành một cuộc điều tra nghiêm ngặt để xác định nguyên nhân gốc rễ. Vào cuối tháng 7, họ đã thu hồi hơn 7 triệu pound xúc xích gan ăn liền và một số loại thịt nguội khác. Công ty cũng cho biết tất cả sản phẩm hiện còn đang bày bán tại các siêu thị không liên quan đến đợt thu hồi. Thăm dò cho thấy thông tin sai lệch về thuốc chích ngừa COVID đã gia tăng. Nhiều người Mỹ tin vào thông tin sai lệch về thuốc chích ngừa COVID-19. Theo một cuộc thăm dò mới được công bố vào thứ Năm bởi Trung tâm Chính sách Công Annenberg, cuộc thăm dò phát hiện ra rằng hơn 20% trong số 1.500 người được khảo sát tin rằng bị nhiễm bệnh COVID-19 an toàn hơn là chích ngừa. Trung tâm Annenberg đã theo dõi nhận thức của công chúng về vaccine COVID trong 3 năm qua. Cuộc thăm dò tìm thấy rằng sự chấp nhận thông tin sai lệch về thuốc chích ngừa của mọi người đã tăng lên trong thời gian đó và ý định chích ngừa đã giảm xuống. Các bác sĩ trên toàn quốc Hoa Kỳ đang chứng kiến sự gia tăng các trường hợp nhiễm COVID-19 và nhập viện do căn bệnh này vào mùa hè. Mới tuần trước, FDA đã phê duyệt một loại thuốc chích ngừa COVID-19 được cập nhật để chích cho mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên. Chính quyền Hoa Kỳ mở rộng các chương trình chăm sóc tại nhà cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Chính quyền Hoa Kỳ đang nỗ lực mở rộng dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh với ngân sách trị giá 440 triệu Mỹ Kim được đưa vào chương trình thăm khám tại nhà cho các bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chương trình này đưa y tá, nhân viên chăm sóc ít sức khỏe và nhân viên xã hội đến nhà của các bà mẹ mới sinh để hỗ trợ việc cho con bú và chăm sóc sau khi sinh. Hiện có 167.000 người tham gia chương trình này và khoản tài trợ bổ sung sẽ mở rộng dịch vụ cho thêm 30.000 người nữa. Các dịch vụ từ chương trình chăm sóc tại nhà dành cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể là cứu cánh cho những bà mẹ mới sinh vì họ được trả lời những câu hỏi về việc chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc là được cố vấn để đưa ra quyết định về tương lai của mình, có thể là quay lại trường học để lấy bằng cấp cao hơn và tìm việc làm phù hợp hơn. Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Xavier Becerra cho biết mô hình này nhằm mục đích giảm sự chênh lệch trong việc tiếp cận và điều trị mà phụ nữ nhận được trong thời gian mang thai và ngay sau đó. Đây là một cách để một lần nữa giải quyết những thiếu sót mà chúng ta thấy và giải quyết bất bình đẳng về sức khỏe. Chính quyền Hoa Kỳ đang gửi thêm 118 triệu Mỹ Kim cho trung tâm CDC để giúp xác định và ngăn ngừa tử vong liên quan đến thai kỳ. Lệ phí rút tiền tại các cửa hàng tạp hóa có thể gây tổn hại cho cộng đồng lợi tức thấp.
Nhiều nhà bán lẻ tại Hoa Kỳ cung cấp tùy chọn hoàn thiện lại tiền khi khách hàng mua hàng bằng thẻ rút tiền từ ngân hàng hoặc là thẻ trả trước. Nhưng một số nhà bán lẻ tính lệ phí cho sự tiện lợi đó. Bankrate gần đây đã tìm thấy rằng tổng chi phí trung bình của lệ phí rút tiền ngoài mạng lưới ngân hàng, bao gồm lệ phí mà chủ máy ATM tính cho người rút tiền, cộng với lệ phí mà ngân hàng tính, hiện nay ở mức kỷ lục là 4.77 Mỹ Kim mỗi lần rút tiền. Vì vậy, lệ phí hoàn tiền lại, tức là cashback, cho khách hàng tại các cửa tiệm tạp hóa trở thành tiện dụng, nhưng cũng có thể gây tổn hại cho cộng đồng lợi tức thấp, theo một phân tích mới từ Consumer Financial Protection Bureau, tức là Cơ quan Bảo vệ Tài chính Người Tiêu dùng, viết tắt là CFPB. Phân tích này tìm thấy rằng vị trí của các chuỗi cửa hàng giá rẻ là Dollar Store và nền tảng người tiêu dùng của họ làm dấy lên mối lo ngại rằng các khoản lệ phí có thể ảnh hưởng nặng nề hơn đến nhóm dân số dễ bị tổn thương về kinh tế và những người có khả năng tiếp cận ngân hàng hạn chế. Phân tích này tìm thấy rằng các cửa hàng dollar rất phổ biến ở các cộng đồng nông thôn, cộng đồng lợi tức thấp, một cộng đồng da màu và kết luận rằng những cộng đồng đó cũng có thể gặp phải những thách thức trong việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Mức lệ phí cashback dao động từ 50 xu đến 3.5 Mỹ Kim, tùy thuộc vào số tiền hoàn lại bằng đô la. Gộp chung các nhà bán lẻ lớn thì khách hàng có thể phải trả tới 90 triệu Mỹ Kim một năm cho lệ phí rút tiền. CFPB ước tính chi phí quản lý giao dịch của các nhà bán lẻ có thể thấp hơn nhiều so với mức lệ phí mà họ tính cho khách hàng. Thị trường gia cư Hoa Kỳ đang nới lỏng. Thị trường gia cư Hoa Kỳ đã tương đối ngưng hoạt động trong khoảng một năm trở lại đây, nhưng có vẻ như có một ánh sáng cuối đường hầm. Và điều đó có thể có nghĩa là thị trường gia cư cuối cùng sẽ phục hồi. Người mua nhà ở Mỹ có thể sớm được yên tâm vì lãi suất nợ nhà tăng và làm trì trệ thị trường gia cư trong khoảng 2 năm qua. Đầu tiên và quan trọng nhất, Quỹ Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ giảm lãi suất vào tháng tới. Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã công bố, đã đến lúc chính sách phải điều chỉnh. Ngoài ra, công ty lớn về tài chính nợ nhà Freddie Mac gần đây cũng đã báo cáo rằng lãi suất nợ nhà cố định 30 năm thông thường đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy trong hơn một năm. Và doanh số bán nhà mới tăng hơn 10% vào tháng 7 so với tháng 6, thưa quý vị, theo Cục Thống kê Dân số và Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị. Tuy nhiên, nhiều người Mỹ vẫn gặp trở ngại về khả năng chi trả nợ và chi phí sinh hoạt, từ khu thịnh vượng chung Pennsylvania cho đến tiểu bang Colorado. Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia NAR, giá nhà hiện tại vào tháng 7 cao hơn 4% so với 12 tháng trước. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi thị trường gia cư nới lỏng, thì vẫn có thể mất một thời gian trước khi một số người hội được đủ khả năng mua nhà riêng. Cả hai ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ là ông Trump và bà Harris đều đề nghị các kế hoạch giúp thúc đẩy nguồn cung gia cư. Phó Tổng thống Kamala Harris đang kêu gọi xây dựng 3 triệu ngôi nhà mới, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump đang đề nghị sử dụng đất liên bang để xây dựng nhiều đơn vị gia cư hơn. Cách mới để tái chế nhựa tại California. Một đột phá khoa học có thể thay đổi cách mà chúng ta tái chế nhựa. Các nhà nghiên cứu tại Đại học UC Berkeley cho biết họ đã tìm ra một quy trình hóa học phân hủy nhựa trong những thứ như chai nước và bình đựng sữa và có thể giúp giảm lượng nhựa thải ra bãi rác. R.J. Kong, ứng viên tiến sĩ hóa học UC Berkeley đã nói rằng, chúng tôi hy vọng rằng phương pháp này có thể cung cấp một giải pháp thay thế tốt hơn cho quá trình tái chế cơ học. Thay vì sản phẩm có giá trị thấp hơn từ quy trình tái chế, bạn có thể thu được chính xác cùng một loại nhựa chỉ bằng cách tái tạo lại từ đầu. Kong đã xây dựng dựa trên nhiều năm nghiên cứu trước đây của các sinh viên tại California và tìm ra một cách mới để tháo rời một số loại nhựa khó phân hủy nhất. Đó là những chai nước bằng nhựa, chai xà bông, túi mua sắm và nhiều thứ khác, theo cố vấn John Hardwick, giáo sư hóa học tại UC Berkeley. Giáo sư Hardwick nói, túi đựng bánh sandwich nhưng cũng có những vật thể lớn, vật liệu xây dựng cũng như là bình đựng sữa, hộp đựng sữa chua v.v. Đây là cách thức hoạt động. Các nhà hóa học kết hợp nhựa thải với hai chất xúc tác, đó là sodium và tungsten. Sau đó thì họ niêm phong chúng bên trong một lò phản ứng áp suất cao, thêm ethylene đun nóng và khuấy trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Khi họ mở lò phản ứng thì không còn nhựa nữa mà chỉ còn nguyên liệu thô có thể tái chế. Nghiên cứu này vừa được công bố chính thức trên tạp chí Science. Giáo sư John Hardwick giải thích, đây là một trong những diễn đàn xuất bản có tác động cao nhất và uy tín nhất mà chúng ta có trong lĩnh vực khoa học. Nhìn chung, họ hy vọng rằng quá trình này cuối cùng sẽ dẫn đến ít rác thải nhựa hơn ở các bãi chuồn lấp. Và đây được kể là một kỳ tích đã đạt được sau nhiều năm thử nghiệm và sai sót, kèm theo một chút may mắn. Kế đến là bản tin về bảo vệ quyền riêng tư trên bản đồ Google Maps. Có rất nhiều cách để bảo vệ quyền riêng tư của bạn trên trực tuyến và điều đó cũng đúng với ngôi nhà của bạn. Nếu là người dùng Google Maps thì bạn có thể đã xem qua Street View, xem cận cảnh đường phố, tòa nhà và căn nhà.
tính năng này hữu ích nhưng cũng có những lo ngại. Cụ thể là tội phạm có thể sử dụng tính năng này để kiểm tra nhà của bạn mà không cần phải trực tiếp đến nhà. Có một cách để chặn ngôi nhà của bạn khỏi bị hiển thị. CNET hoặc là CNET gần đây đã phác thảo các bước đơn giản để làm mờ ngôi nhà của bạn và ngăn người khác nhìn thấy quá nhiều chi tiết về nơi bạn sống. Họ khuyên bạn nên thực hiện trên máy điện toán. Tất cả những gì bạn cần làm là vào maps.google.com và nhập địa chỉ nhà của mình vào nơi tìm kiếm. Nhấn Return rồi nhấn vào tấm hình ngôi nhà của bạn. Ở góc dưới bên phải màn ảnh bạn sẽ thấy tùy chọn Report a Problem, tức là báo cáo trở ngại. Từ đó bạn có thể chọn nội dung bạn muốn Google làm mờ. Bạn sẽ được yêu cầu hãy cung cấp thông tin chi tiết và cần phải gửi yêu cầu. Sau đó Google sẽ hồi đáp khi yêu cầu bị từ chối hoặc là được chấp thuận. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem toàn bộ câu chuyện tại cnet.com. Du khách ngày lễ lao động phải đối mặt với số người kỷ lục. Điều kiện đi lại thuận lợi cho người Mỹ đang tiết kiệm tiền vì giá cả giảm vào cuối tuần lễ lao động. Nhưng cơ quan quản lý an ninh giao thông đang chuẩn bị cho giai đoạn du lịch trong ngày lễ lao động bận rộn nhất đã từng được ghi nhận tại các phi trường của Hoa Kỳ. Cho dù đi bằng máy bay hay xe hơi, hàng triệu người Mỹ đều có điều gì đó để ăn mừng vào ngày lễ kỳ nghỉ cuối tuần lễ lao động. Đó là giá thấp hơn. Công ty AAA thì cho biết nhìn chung chi phí đi lại trong nước Mỹ đã giảm 2%. Và những người lái xe tại Hoa Kỳ có thể mong đợi sẽ phải trả ít tiền hơn để đổ xăng. Giá xăng trung bình toàn quốc vào cuối tuần ngày lao động năm ngoái là 3.81 Mỹ Kim một gallon. Trong khi đó, gasbuddy.com cho biết giá năm nay là 3.27 Mỹ Kim một gallon vào ngày lao động. Và mọi người đang tận dụng lợi thế này. Matthias Keller là nhà khoa học trưởng và phó chủ tịch cấp cao về công nghệ thuộc công ty Kayak nói rằng mọi người đang tận dụng cơ hội để có một chuyến đi cuối cùng vào cuối mùa hè. Vậy mọi người hướng đến đâu? AAA cho biết những địa điểm hàng đầu vào ngày lao động là Seattle, Orlando và Anchorage, Alaska. Nhưng du khách được khuyên nên kiên nhẫn, đặc biệt là ở Seattle, nơi mà một cuộc tấn công mạng điện toán đã làm sập hệ thống máy điện toán vào hôm thứ Bảy. Phi trường vẫn đang cố gắng phục hồi. Ông Lance Lytle là giám đốc điều hành hàng không phi trường quốc tế Seattle-Tacoma đã nói, tác động lớn nhất đối với hành khách là những người bay quốc tế và các hãng hàng không có khối lượng thấp. Những hãng hàng không này không thể truy cập vào những hệ thống trực tuyến thông dụng của chúng tôi trong thời gian ngưng hoạt động và vẫn có thể được sử dụng trong thẻ lên máy bay viết tay và kiểm tra hành lý. Điều này khiến cho khách hàng của họ phải xếp hàng dài hơn. Trên khắp các phi trường Hoa Kỳ, cơ quan TSA cho rằng lượng hành khách tăng 8.5% so với năm ngoái. Cái đó là bản tin về số triệu phú 401k đạt mức cao mới trong năm tam cá nguyệt thứ hai và có nên đổi cách đầu tư trong năm bầu cử hay không. Số lượng cái gọi là triệu phú 401k đã đạt mức cao kỷ lục mới trong quý 2 năm nay, theo dữ liệu của Fidelity Investments. Sự gia tăng này dựa trên một phân tích dữ liệu mới được công bố. Báo cáo đã xem xét 24 triệu chương mục trên 26.000 chương trình để dành hưu trí do các công ty tài trợ. Tính cho đến tháng 6, gần nửa triệu chương mục 401k có từ 1 triệu Mỹ Kim trở lên. Số tiền trung bình trong quỹ 401k trên tất cả những người tham gia là khoảng 127.000 Mỹ Kim. Mức trung bình đó tăng khoảng 13% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Và kế đến là kết quả bầu cử tổng thống không ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến thị trường chứng khoán. Nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn cảm thấy lo lắng không rõ cuộc đối đầu tổng thống năm nay giữa phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump có thể có ý nghĩa gì đối với tiền của họ. 57% số nhà đầu tư được công ty đầu tư Betterman khảo sát cho biết họ cảm thấy lo lắng về cuộc bầu cử sắp tới và 40% mong đợi sẽ chuyển hoặc là rút các khoản đầu tư dựa trên kết quả bầu cử. Betterman đã thăm dò 1.200 nhà đầu tư cá nhân vào mùa xuân năm nay trên 4 nhóm nhân chủng học: thế hệ Z, thế hệ Millennial, thế hệ X và thế hệ Baby Boomers. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính không khuyến khích đưa ra quyết định đầu tư vì lý do chính trị. Bởi vì thị trường có xu hướng phản ứng với các yếu tố kinh tế mà các chính trị gia không thể kiểm soát được. Ngay cả trong năm bầu cử đầy tranh cãi, họ vẫn khuyên nên duy trì danh mục đầu tư đa dạng và tiết kiệm nhiều hơn thay vì đưa ra những quyết định về tiền bạc dựa trên chính trị. Một số chuyên gia tài chính cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục phát triển dù nước Mỹ có đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa giữ vị trí tổng thống. Vì vậy, đặt cược lớn vào việc ứng cử viên này chiến thắng ứng cử viên khác không phải là một chiến lược đầu tư tốt. Từ đầu năm 2024 cho đến nay, giới đầu tư đã bày tỏ sự tin tưởng hơn vào thị trường chứng khoán nói chung. Các chỉ số chính là Nasdaq Composite, S&P 500 và Dow Jones Industrial Average liên tục phá kỷ lục cao trong năm 2024 và cho thấy một thị trường rất ổn định và phát triển mạnh. Tuy rằng năm nay các cử tri có khuynh hướng phân cực về chính trị, các chuyên gia vẫn cho rằng không nên chuyển tiền theo cảm tính, chỉ vì có sự lo lắng đảng nào sẽ cầm quyền.
Bất chấp sự thay đổi trong hành vi của nhà đầu tư, giới phân tích tài chính cho biết kết quả của cuộc bầu cử tổng thống về mặt lịch sử không ảnh hưởng đáng kể đến thị trường chứng khoán. Theo một phân tích vào tháng 3 của ngân hàng JP Morgan, kể từ năm 1928, chỉ số S&P 500 đã đạt mức lợi nhuận trung bình là 7.5% trong những năm bầu cử tổng thống, so với mức trung bình là 8% trong những năm không có bầu cử. Dựa trên dữ liệu này thì cho dù đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa hay bất cứ đảng phái nào khác thắng cử thì thị trường chứng khoán đều tăng giá ở mức trung bình. Không có tác động lớn nào, đặc biệt là đối với Tổng thống, về những gì mà họ có thể làm, đối với nền kinh tế, đối với những thứ như là tỷ lệ lạm phát. Và đây là lý do tại sao nước Mỹ có cơ chế kiểm tra, cân bằng và tách biệt đối với Quỹ Dự trữ Liên bang. Vừa rồi là phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.